Hello, lại là mình Sima. Tấu con bà nó hài đây. Tôi vừa nói chuyện với thanh niên đặt tên là Đệ Hùng Akiga anh em ơi. Tôi không biết là có đúng là đệ tử của anh Hùng Akiga không ấy. Bởi vì tôi quen anh Hùng cũng khá là lâu rồi, nhưng mà tôi chưa có nghe anh Hùng nói là anh Hùng có đệ tử anh em ơi. Hay là thanh niên này tự đặt tên Đệ Hùng Akiga rồi đi nói là đệ của anh Hùng anh em à. Ảo ma Canada thật sự luôn ấy. Nhưng mà tôi thấy là thanh niên này khá là khác luôn anh em ơi. Đang có một cái chuỗi mà thắng phải nói là cực kỳ kinh điển luôn. 39 luôn anh em à. Chuỗi thắng mà kiểu solo ấy. À đâu. Tức là nó bất bại luôn rồi anh em à. Á đù, kinh thật sự luôn ấy. Bây giờ tôi sẽ kêu bé Lâm á là vô cũng như là hạ cái chuỗi nữa nha. Nhưng mà tôi không biết là bé Lâm vô hạ được hay không, hay là thua một cái nó chọn 40 chuỗi thắng luôn anh em ơi. Ok, trước khi mà đi kêu bé Lâm á, anh em để lại tôi xin một like cũng như là đăng ký kênh bằng cái cùi chỏ anh em ơi. Lên gói trong nút like cũng được nha. Trời gấu là trời thắng chậm đâu vậy? Thấy nồi mày lụm thùng rác ở đâu ra cái mặt nạ nhìn áo ma vậy mày? Hello bạn nhỏ. Nhìn đúng tấu hài luôn anh em ơi. À, hiện tại là ở trong game á đang có một đứa đặt tên là Đệ Anh Hùng Akiga. Nhưng mà mình không biết là có phải là đệ tử anh Hùng hay là bốc phét mồm điêu anh em ơi. Nhưng mà một điều đặc biệt đó, nó nói là nó thắng là 39 trận liên tiếp mà kiểu như là trong solo ấy. Tính ra là 39 trận là bất bại với nồi luôn anh em ơi. Bé Lâm mà bây giờ solo với nó mà thua nó coi như là người thứ 40 mà thua nó luôn ấy. Bây giờ em dám solo nó không? Bây giờ dám chơi luôn hả? Đúng rồi. Ok anh em ơi, bây giờ để tăng độ khó cho cái trận đấu này, mình sẽ cho bé Lâm là chơi một cái thử thách này với mình nha anh em ơi. Đây, đợi anh xíu, anh lấy cái hộp này mày coi. Dạ. A few moments later. Đây, cầm giùm anh của mày. Cái hộp gì anh? Anh vẽ tất cả các loại súng ở trong solo luôn ấy. Bây giờ là em bốc thăm ra, nãy nói chung là ra cái súng gì là đối đầu với lại thanh niên đó, cây súng đó mỗi trận đấu anh em ơi. Dạ anh. Trời ơi, uy tín luôn ấy. Đèo tiền. Ok anh em ơi, bây giờ để xem là cây đầu tiên bé Lâm bốc ra gì nha. À, căng thế nhỉ? UMP hay rồi. Ui, trận đấu đầu tiên bắn mà UMP anh em à. À, mày thấy anh vẽ đẹp không? Trời đẹp chứ anh. Uy tín luôn chứ còn gì nữa, mình vẽ là kiểu như là còn hơn với Lâm luôn anh em ơi. Ok, bây giờ vô game luôn đi. Hello anh em, cuối cùng là mình cũng đã tới phòng rồi nha. Ô số 1 chính là bé Lâm này, còn ô số 2 chính là Đệ Hùng Akiga anh em ơi. Thanh niên này đúng kiểu như là tự biên, tự diễn, tự đặt, tự nhận luôn anh em à. Tính ra là anh Hùng không có đệ tử anh em ơi. Nhưng mà không sao anh em ơi, hôm nay là mục đích của tôi với lại bé Lâm là sẽ cho cái chuỗi của nó là bay màu anh em à. Cho cái chuỗi của nó là qua thế giới bên kia ở luôn anh em ơi. Rồi, bây giờ thì chắc có lẽ là tôi sẽ bắt đầu trận đấu luôn nha anh em ơi, nóng như lắm rồi. Buồn buồn cắn móng tay, cắn xong rồi lại liếm móng chân. Dơ mấy nội anh em ơi. Ok, nhưng mà không sao anh em ơi, bây giờ trận đấu cũng bắt đầu rồi nha. Trận đấu đầu tiên này sẽ bắn bằng UMP anh em à. Thì tôi giao lực đó là bắn bằng tự do anh em ơi. Nói chung là thích mua súng gì chơi khô máu luôn anh em à. Bây giờ trận đấu đầu tiên này tôi nghĩ là khả năng cao thanh niên này mà lú ra thôi. Bé Lâm nó bắn một phát mồng bể nó cơm điện luôn chứ còn gì nữa. Bắn cho ba má mà nhìn mày không ra luôn chứ còn gì nữa. À nhờn này, ui lên đầu nè anh em ơi. Nhưng mà bé Lâm bị mất đâu đó là nửa cái mũ rồi anh em à. À đù, căng thế nhỉ. Từ, cố lên Lâm ơi. À, dân chơi này rồi xong cái nồi cơm điện nó dính lên tới cái đột dừa chảnh luôn rồi anh em à. Ok nha, bây giờ để xem là cây tiếp theo với Lâm bốc là gì nha anh em ơi. Ok, ui bốc cái miếng đầu tiên luôn hả mày. Rồi để xem là cái gì nha anh em ơi. Ui mở 1917. À tính ra là 1917 hai cây anh em ơi, nhưng mà mình kiểu như vẽ một cây cho nó nhanh gọn lẹ. Cứ một trận đấu trôi qua là tôi lại mang một cái thùng ra cũng như là cho bé Lâm nó tự bốc anh em ơi, để mang tính chất gọi là công bằng và uy tín nha. Thì anh em thấy là tôi vẽ uy tín không anh em, vẽ đẹp không? Trời ơi công sức mấy tiếng đồng hồ của tôi đấy. Anh em đừng có tiếc cho tôi xin một like nha. Ok đây rồi, M1917 xin cái nón. Trời ơi trời không trúng anh em ơi. Tính ra là lâu lắm rồi tôi không thấy là bé Lâm bắn cái cây này ấy. Nhưng mà không sao anh em ơi, nói chung là cây nào mình nghĩ là bé Lâm cũng bắn được ấy. À quấn máu lại, tại bé Lâm là còn nửa cái máu anh em ơi. Anh em kia là bắn UMP sao ấy. Này thì UMP này, à đù không trúng anh em ơi. À này thì UMP hả mày, ui một pha lên đầu này. Cố lên mày, cố lên, xin dính bẹt cũ này. Ui toàn anh em ơi. À đi qua thế giới bên kia luôn. Rồi bây giờ là tỷ số là 2-0 anh em ơi. Trời gấu là trời làm gì chăm chú với mày. Đây nè, ok cây tiếp theo của bé Lâm anh em ơi. À, lần này xác định là ra cái USD là thề luôn, mấy Lâm ngồi khóc tới tết luôn anh em ơi. Cái gì đây, cái gì đây? Đâu cái gì, quay. Ui trời ơi, vui luôn hai ơi. Trời ơi, là trời xuống tủ mấy Lâm luôn anh em à, vãi nồi gì. Tính ra là tôi có nhớ là tôi vẽ USD với lại thêm một số cái súng mà nó cùi bắp, cùi mía kinh điển luôn ấy. Nhưng mà mấy Lâm nó vẫn bóc ra được cái cây MB40 súng tủ nó luôn anh em ơi. Ảo ma China Vinamilk luôn. Nhưng mà không sao anh em ơi, mấy Lâm bóc ra súng ngon là càng tốt anh em à.
Mục đích của tôi lại với Lâm là cho thanh niên bên kia là bay cái chuỗi anh em ơi, chuỗi 39 đó mày. Nhưng mà công nhận là chuỗi 39 khác đó anh em ơi, 39 trận đấu mà gọi là thắng liên tiếp bất bại luôn, tôi cũng chịu anh em ơi. Tôi không biết là thanh niên này là solo với lại mấy người gà hay là mấy người bờ rồ anh em ơi, nhưng mà thắng công nhận là đúng cao luôn ấy. Ok, win nó rồi anh em ơi. Lần này bốc kỹ như mày. Mấy Lâm nó bốc ra UMB với lại MB, mình nghĩ là mấy cây súng còn lại là tao nói cụ bắp kinh điển luôn anh em ơi. Ok, để xem là súng tiếp theo là gì nha. Được. Ok anh em ơi, mini Uzi là cũng được rồi nha. Hết cú bé Lâm luôn rồi anh em ơi. Nó bắn mini Uzi nhưng mà hạt của nó là không có skin. Trời ơi là trời. Tính ra là cái này tôi thấy là có skin bắn mấy mạnh anh em ơi. Còn không có skin là như kiểu anh em kéo phun đỏ, hiếm khi mà nóc lắm anh em ơi. Ảo ma thật sự luôn. Ok, cố lên Lâm ơi. Cái này thề luôn là bắn cực kỳ là nhanh hết đạn luôn anh em ơi. À, xin dính mày cũ. Ui, nguyên một chùm đỏ nhưng mà không nóc anh em ơi. Hồi nãy giờ mà cái súng như là UMP chẳng hạn là tầm đó là bay màu đó anh em ơi. À, thanh niên kia cầm MB40 xin dính về cũ này. Ui, cái này bắn tầm xa là chỉ có 8 máu thôi anh em ơi. Trời ơi là trời, bắn tới tết luôn rồi. Thứ gì mà chịu nổi luôn ấy. Bấm máu lại Lâm ơi, nãy hợp lý rồi. Mấy Lâm hiện tại là tôi nghĩ chắc là có thể là nó cấu ghĩa anh em ơi. Nó đợi khi nào mà yếu máu ấy thì nó bắn lên đầu anh em à. À, thanh niên kia nói chung là thủ cũng ghê đấy. Này thì nhờn hả mày. Ui, ý ra là tôi cứ tưởng là bắn tầm xa là 8 máu nhưng mà tôi nhìn lại là có 6-7 máu thôi anh em ơi. Vãi chưởng thật sự luôn ấy. Đây, bóng tiếp theo đây. Ok, để xem là ra súng gì anh em ơi. Thế luôn, mình cực kỳ là hồi hộp luôn anh em à. Lục bạc anh hai ơi. À, lục bạc rồi, xong rồi để xem là thanh niên Lâm bắn lục bạc được không nha anh em ơi. Ngày xưa là cái lục bạc này mấy Lâm bắn cực kỳ dở luôn anh em ơi. Hầu như là nó không biết bắn luôn ấy. Nhưng mà bây giờ tôi không biết là nó bắn như nào anh em à. À, đâu rồi, thanh niên lú ra mà bắn một phát một lên đầu thôi, cực kỳ uy tín luôn nè anh em ơi. Cố lên Lâm ơi, cố lên, đây rồi. Đi về thế giới bên kia luôn. Trời ơi, là trời, một phát một rồi thôi, xin dính biệt cụ luôn anh em ơi. Bốc lẻ đi mày, nó nhiều vậy. Để xem là găng súng gì anh em ơi. USD thiệt, tôi ngồi tôi cười tí tết luôn anh em ơi. Ok anh em ơi, đấy tôi vẽ mà kiểu cực kỳ uy tín luôn. Bé Lâm nhịn phát là ra luôn anh em ơi. Ngon 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 anh em ơi, AC80. Trời ơi là trời, dạo này là tôi cực kỳ mê bắn quan sát AC80 luôn ấy. Có anh em nào giống tôi không? Nhớ là comment ở dưới nha. À, đây rồi, để xem là bé Lâm quan sát được cái súng này không nha anh em ơi. Quan sát đây rồi, trời ơi không trúng anh em ơi. À, bé Lâm là còn hai dán là coi như nó win rồi. Ui nhanh mấy nồi luôn ấy. Mới đây đã win là đâu đó 5 dán rồi anh em ơi. Rồi xong. Trận đấu này như kiểu là thanh niên kia đang có một cái lịch sử đấu là thắng một đống trận luôn anh em ơi. Tự nhiên đối đầu với lại mấy Lâm á, tự nhiên cái là có một trận thua ở đầu anh em à. Rồi xong. Cái này gọi là cây, tôi nói là đỏ mặt luôn chứ còn gì nữa. Tôi mà là thanh niên kia là xác định thôi, đập cái máy dẹp nghỉ luôn cho rồi. À, 46 máu rồi, chứ mình nghĩ là nó yếu lắm rồi đây. Xin dính biệt cụ. Rồi, cuối cùng là mấy Lâm nó cũng thắng nữa rồi nha anh em ơi. Ok nha, bây giờ là trận đấu cuối cùng ấy. Dạ. Ok. Ok anh em ơi, để xem là bé Lâm nó bốc ra cái gì nha. Súng gì đây, súng gì đây. Căng chứ mày. Trời trời, phải căng chứ này. Màu bắn nó bảy này ơi. Đù, tính ra cái này bé Lâm bắn cũng ok anh em ơi. Ok, được ló rồi đấy. Bé Lâm em trai của mình nó hên quá anh em ơi. Tính ra là mình xáo trộn trong đó cũng rất là nhiều phiếu luôn ấy. Nhưng mà nó bốc ra mấy cái súng mà cực kỳ ngon luôn. Bây giờ là màu tấn 7 này. Tính ra là nó bốc ra được là UMP đầu tiên này, cũng như là M40 bây giờ là màu tấn 7 luôn. Ba cái súng mà nó bắn hay nhất luôn anh em ơi. Thứ gì mà chịu nổi thật sự luôn ấy. À, mình nghe tiếng sau lưng bé Lâm. Đây rồi, trời ơi, thanh niên này liều mạng quá chưởng anh em ơi. À, bé Lâm vẫn chưa bay ra bắn anh em à. Tôi mà là bé Lâm là cái pha đó là tôi quay lại cũng như là liều mạng bắn luôn anh em ơi, thế cho nó nhanh gọn lẹ luôn ấy. À, đây rồi, thanh niên kia kiểu bây giờ đang rất là rung rồi anh em à. Chắc là hồi mình nghĩ là khả năng cao nó ra cũng như là nó cào phím anh em ơi. Nó nói là tại sao tụi mày lại phá chửi tao, công sức mấy ngàn năm của tao tu luyện cũng như bắn được chửi 39 mà tụi mày phá. À, đây rồi, cố lên Lâm ơi. Ui, thanh niên này bắn kỹ rồi anh em ơi, nó không cong lên luôn ấy. À, kỹ á mày, này thì kỹ này. Không chú anh em ơi, từ Lâm ơi. Hiện tại với Lâm còn nửa cái máu. Còn máu lại đi chứ còn gì nữa. Ui, thanh niên Lâm này liều mạng không bơm máu luôn kìa anh em ơi. Phải nồi gì. Trời ơi là trời, dùng test sư gia luôn cả anh em à. Này thì test sư gia hả mày, quan sót luôn. Rồi, cuối cùng là với Lâm nó cũng đã chốt kèo thanh niên này và cho cái chuỗi 39 nó bay ra đảo luôn nha anh em ơi. Thanh niên đó bây giờ chắc mình nghĩ là đang ngồi lau nước mắt cũng như là khóc với anh em ơi. Còn tôi với lại với Lâm là
cười tới tết luôn chứ còn gì nữa. Ok anh em ơi, thì ở trong trận đấu này anh em chưa có like tôi thì nhớ là cho tôi xin một like cũng như là đăng ký kênh nha. Còn bạn nào mà kiểu muốn được kim cương á thì ấn like bằng cái đầu gói nha. Tôi thách anh em mấy ăn like được tôi tặng kim cương luôn nha. Và nhớ là lên shop si ma bít com của mình cũng như là quen cương nha. Đường link đó là tôi ghi phần comment anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye anh em.